Tối ngày 8 tháng 8 năm 2023, nhằm ngày 22 tháng 6 năm Quý Mão, tại hai điểm giới trường Chùa Vĩnh Tràng và Chùa Thiên Phước, Ban Kiến Đàn Đại Giới Đàn Hội Đăng năm 2023 đã cung thỉnh Chư Tôn Đức trong Ban Nghi Lễ Phật Giáo tỉnh Tiền Giang đăng đàn thuyết U Minh để âm dương cùng được lợi lạc, viên mãn những phần lễ nghi của Đại Giới Đàn kỳ này. Ban Kiến Đàn đã cung thỉnh Hòa Thượng Thích Bửu Hòa, Ủy viên Thường Trực, Trưởng Ban Nghi Lễ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang, đơn vị gia trị sư tại giới trường Chùa Vĩnh Tràng. Thượng tọa Thích Hải Châu, Ủy viên Thường Trực, Phó Trưởng Ban Nghi Lễ Phật Giáo tỉnh, đơn vị gia trị sư tại giới trường Chùa Thiên Phước, cùng Chư Tôn Đức, Ban Kinh Sư thuộc Ban Nghi Lễ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam tỉnh đã tuần tự tiến hành các nghi thức tham lễ Phật, xưng tán Tam Bảo, tác pháp cung thỉnh Hòa Thượng Giới Sư Khai Thị Hương Linh, thuyết U Minh Giới, các giới tử vừa đắc giới đồng hộ đàn cùng đông đảo Phật tử tham dự cầu nguyện. Nhị vị gia sư khai thị hướng dẫn Chư Hương Linh sám hối ba nghiệp, truyền tam tụ tịnh giới để Hương Linh phát khởi tâm lành, quay về nương tựa giáo pháp chân chánh của chư Phật. Sau phần thuyết U Minh Giới, nhị vị gia trị sư cùng Chư Tôn Đức Ban Kinh Sư đã thực hiện nghi thức chúc thực phổ thí âm linh thập nhị loại cô hồn. Thuyết U Minh Giới là nghi lễ đặc trưng của Phật giáo Bắc truyền, mang ý nghĩa giúp cho người còn kẻ mất đều được lợi lạc, rộng giúp chúng hữu tình. Nghi lễ này thể hiện lòng từ bi, bình đẳng cao nhất của Đạo Phật, đem chánh pháp giáo hóa cùng khắp, không bỏ sót một chúng sanh nào. Cảnh giới U Minh là nơi mà các vong linh chúng sanh còn trôi lăn vì nghiệp chướng không dứt, đắm mình trong trầm luân phiền não không thể siêu thoát. Việc thiết lập trai nghi phương tiện, khai thị, truyền trao tịnh giới nhằm mục đích thức tỉnh những chúng sanh này, xoa dịu khổ đau, giao duyên hướng Phật để đưa họ đến bến bờ an lạc. Trong đàn lễ thuyết U Minh Giới, chư vị giới tử đại vị Chư Hương Linh là người thân, kẻ oán của mình, tâm thành quán tưởng, hướng về các bậc cao đức giới sư phát nguyện ăn năn sám hối lỗi lầm, tiêu trừ ác nghiệp. Từ đó giúp cho Chư Hương Linh còn đang trôi lăn trong cõi U Minh, chuyển hóa được mọi vướng mắc, vượt thoát khổ đau, biết cách ăn năn sám hối lỗi lầm mà mình đã vô tình tạo tác khi còn sống. Đồng thời, nhờ nương tựa nơi sức thiên của chư Phật, tổ đức cao dày, giới thể thanh cao mà quay về nẻo an vui, giải thoát.